không? Có những quy định cụ thể rõ ràng cho những căn nhà không nên lựa chọn. 1. Nhà lầu đôi thiếu góc, có hình thù kỳ lạ. 2. Nhà mà vị trí hướng tây bắc phòng ngủ chính là nhà bếp, mặt ngoài nhà có trạm biến thế lớn. 3. Nhà mà phía tây nam phòng ngủ chính là nhà vệ sinh hoặc nơi để rác. 4. Nhà mà các hướng đông bắc, tây bắc, hướng nam, hướng tây được bố trí làm nơi sử dụng thiết bị máy móc trong một thời gian dài. 5. Nhà mà hướng tây nam, hướng bắc, hướng đông phòng ngủ chính là cửa hoặc rãnh đổ rác. 6. Người tuổi nào không được mua nhà hướng tuổi đó. 7. Nhà có tường bằng kính trong suốt để thích hợp làm văn phòng, làm nhà ở sẽ phạm phải chữ tả, tâm trí không yên, tâm tư hoảng loạn, tính tình nóng nảy, phụ nữ dễ sinh chuyện ngoại. 8. Nhà có hai đầu cao ở giữa thấp, trước sau hoặc hai bên trái phải cao hơn, phần giữa lõm xuống, không có lợi cho sức khỏe, cản trở vận thế của người sống trong nhà đó. 9. Nhà có hình tròn, tròn là động, chỉ thích hợp dùng làm cửa hàng, vuông là tĩnh. Nhà ở nên tĩnh, không nên động.